Xin chào bà con, xin chào các bạn. Thì hôm nay kênh Chăn nuôi miền Tây sẽ tiến hành làm một cái món đặc sản từ con chim chỉ để giới thiệu đến quý bà con và các bạn, và cũng để thể theo cái yêu cầu trong nhiều năm qua thì có một số khách hàng cô bác anh chị là hỏi chim chỉ làm món gì ăn ngon. Thì hôm nay kênh Chăn nuôi miền Tây sẽ tiến hành làm một cái món là chim chỉ xốp chanh dây để giới thiệu đến quý bà con. Thì trên tay mình đang hiện tại cầm một cái con chim chỉ thịt. Thì các bạn thường mình có nói con chim chỉ nó có hai loại, nó là chim chỉ để làm cảnh và chim chỉ thương phẩm đó các bạn. Trên tay mình hiện tại là đang cầm con chim chỉ thương phẩm. Thì con chim chỉ thương phẩm nó khác ở cái con chim chỉ cảnh, đó là nó lông lá đồ này kia nó không có được dài, đuôi không được dài, nó hơi xấu xí hơn chim cảnh, chim để làm cảnh. Nhưng mà chất lượng thịt thì nó cũng như nhau thôi các bạn. Thì ngày hôm nay thì ở chỗ nhà của đây là nhà của cô Bảy các bạn. Thì hôm nay cũng nhân dịp cái đám giỗ á, rồi mình sẽ bắt mấy con chim này mình làm để một cái món là chim chỉ xốp chanh dây để vừa phục vụ cho anh em lai gai và cho mấy đứa nhỏ trong nhà nó ăn luôn. Tại cái món nó rất là ngon. Tại hồi những cái món ăn mà được làm từ con chim chỉ thì hầu như là mình đã làm thử trước rồi, cái món nào ngon thì mình mới đưa lên vui déo để giới thiệu cho bà con và các bạn cùng tham khảo, để khi mà các bạn có khách hoặc là có tiệc tùng hoặc là có đi nhà người quen là các bạn có thể mua chim chỉ các bạn biếu, hoặc là các bạn biết cái cách để mà làm để những cái món đặc sản từ con chim chỉ. Thì nó cũng tương tự như gà thôi, nhưng mà cái chất lượng thịt của con chim chỉ á, thì nó rất là ngon hơn con gà các bạn. Ở đây chim chỉ thì mình nuôi chủ yếu cái thức ăn nó mình phối trộn nhiều thứ, rau, lúa, bắp này kia, nên con chim chỉ nó khoảng tầm 1,2 kg thôi các bạn. Chim chỉ có một số bạn nói thịt chim chỉ nó không ngon, đó là lý do là các bạn mua nhầm ở những cái chỗ mà nó nuôi công nghiệp quá nhiều quá. Có nghĩa là cho ăn toàn bộ bằng thức ăn không, dưới nuôi chuồng chật hẹp này kia thì cái thịt con chim chỉ nó không được ngon. Còn chim chỉ mình ở đây là giống như là gà thả giường vậy các bạn, nhưng mà cái thịt con chim thì nó chất lượng hơn. Thì bây giờ bắt đầu mình đem chim chỉ vô để cho mấy anh chị em trong nhà của cô Bảy làm đám giỗ để làm thịt. Giờ mình sẽ quay giới thiệu cái món ăn trong quá trình chuẩn bị và cái món thành phẩm cho các bạn xem nha. Nhúng gì vừa thôi để nó tuột ra hết. Lấy nước ngọt chả nó. Nước ngọt chả chả nó còn chả nó. Thổi luôn đi. Đám giỗ hôm nay có thêm món thịt kho nha các bạn. Kho nấm rơm này chắc nấu lẩu. Nấu lẩu gì sao? Cháo. Cháo vịt. Cháo vịt. Cái này là rau ghém chắc ăn gỏi vịt. Và đặc biệt có món bánh xèo nữa các bạn. Vậy là quá đẹp. Vậy là quá khéo rồi. Thường mỗi năm thì đám giỗ của cô Bảy thì rất là đông khách, nhưng mà năm nay là cô Bảy không có mời ai, chỉ một số con cháu ở trong nhà, không trên dưới không tới chục người luôn nha các bạn. Tại do ảnh hưởng của dịch corona các bạn ơi. Chủ yếu làm một số món cho con cháu sớm lại ăn rồi giỗ thôi. Tại các bạn thấy chỉ có mấy người trong đám giỗ không? Ở đây là các món xương hầm. Hôm nay dịch nấu cháo luôn các bạn. Đâu có quay cái mỏ. Này quay cái mỏ làm gì? Tính. Tính này, tính đâu? Để nào được tính. Để
mấy anh đang hái lá cách để lát ăn bánh xèo. Cái lá cách lá quá trời bự luôn ha. Đó, chỗ đó. À, chim chỉ rất là dễ mần ăn nha các bạn. À, nó cũng như gà thôi. Nhỏ nhỏ là biết con mần nó rất là dễ, ít lông con nè. Nếu mà các bạn nuôi rút chững mần ít lông con vậy đó. Phải không? Nè các bạn thấy. Anh Tư mần chút xíu xong ha. Chim chỉ mình còn thấy con ghê không? Khoảng ký 2 thôi các bạn. Thịt nó rất là ngon. Ôi con này anh nãy anh đạp nó hay gì anh đạp nó thì nó bầm chỗ này rồi. Thịt ngon các bạn. Chắc mới một cái là... Đây hai con chim chỉ vừa làm thịt xong nha các bạn. Nó ban đầu thì nó khoảng 1-2 kg thôi, nó rất là gọn, nhưng mà các bạn thấy không, con chim chỉ mần ra cái ruột nó rất là nhỏ, cái ruột nó rất là nhỏ, nó thịt rất là nhiều luôn, nó ngon hơn gà rất nhiều luôn các bạn. Chim chỉ rất là tốt luôn nha các bạn, đặc biệt là trẻ em và con nít với bà bầu ăn rất là giàu chất dinh dưỡng luôn các bạn, rất là ngon. Hôm nay cái món gà sốt trong chim chỉ sốt trong dây này là do bà xã mình làm nha các bạn. Trước tiên là phải chặt con chim chỉ cho thành những cái miếng vừa ăn nha các bạn. Chim chỉ nó rất là ngon các bạn. Cận cảnh. Chim chỉ sốt trong dây là các bạn mình phải chuẩn bị chanh dây nha các bạn. Chanh dây này nó chín, mình phải lựa chanh dây chín cho nó có nhiều nước nha các bạn. Nó bị hơi nó chín quá cho nên nó hơi mớp rồi. Còn cái công tác ướp. Ướp này gồm có gì ạ? Đường, muối, bột ngọt, đường, lon. Thì nó hành, tỏi phi. Có tỏi phi nữa hả? Đây là những cái đồ ướp này cũng rất là dễ tìm, dễ mua các bạn. Tại vì một số là bếp lớn người ta làm cái món ăn, người ta mua tình yêu những cái gia vị, thật sự là mình muốn kiếm gia vị nó cũng khó. Ở đây chỉ làm những cái gia vị bình thường thôi, hạt nêm, cà no, bột ngọt, đường, muối với hành, tỏi phi thôi các bạn. Rồi chanh dây là chừng nào mới đổ vô? Ướp cái này xong cái cắt chanh dây ra là lấy nước xong cái bát cái này lên chiên, chiên xong cái để nước. Món này mặn mặn ngọt ngọt, nhậu bia rất là thích hợp. Với mấy em nhỏ nó ăn nó rất là thích. Chanh dây mình dắt ra cái gỗ rồi mình ém nó, mình lấy cái nước thôi nha, mình bỏ cái hột nha các bạn. Đặng lát mình làm xốp. Phi củ hành để làm nước xốp chanh dây nha các bạn. Đây là... Cành nó chua cho nên mình muốn gia vị chua ngọt phải bỏ đường hơi nhiều chút xíu nha các bạn. Có hai muỗng canh đường. Để nó dạng lại thôi gì? Thêm một ít muối. Mấy món này đã làm trước ăn thử rồi nó ngon cho nên mới làm lên video cho các bạn tham khảo. Nó vừa vậy thôi chứ vàng quá. Gì thắng cho kẹo vậy hả?
À, vậy là mình bỏ vô mình thắng nửa lớn lên, thắng lên cho nó vừa vừa sánh lại, nước nó sánh lại là bắt đầu đắt lửa. Rồi đây là thịt chim chỉ hồi nãy giờ mình ướp xong, bây giờ bỏ vô chảo chiên nó lên nha các bạn. Chiên vừa ăn chưa? À, đây là nước sốt chim chay nha các bạn, nêm nếm cho nó chua 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 ngọt, vừa đầu ăn là nó sánh lại chút xíu nữa là mình tắt lửa được rồi. Rồi mình đợi thịt chim chỉ chiên bên đây nó vàng nó chín thì mình sẽ chuẩn bị cái mình sẽ cho nó vào để làm chim chỉ sốt chim chay nha các bạn. Mà thì lên chả nằm ngủ đi, dốc dậy nhậu. Không về chiều nhậu mình hả? Mồi nhiều quá ta. Quay thì mua hai chỗ khác nhau hả? Ừ. Bữa này kìa quay. Quay luôn đó mà không để nó nữa. Cái này mua cái này hơi đen nữa. Cái này chỉ mua trong cái đường vậy cho mình. Dưới này chuẩn bị chim chỉ sắp ra dây phải không? Ừ. Chim chỉ sắp ra dây là dưới này là tôi. Vàng chưa? Vàng rồi đó, cái vàng rồi đó. Chuẩn bị nhắc xé rồi. À, nó gần chín rồi nha các bạn. Cái này là nó vàng rồi, chuẩn bị nhắc xuống rồi mình sẽ xốp trên chai đây. Rất là hấp dẫn các bạn ơi. Chim chỉ mình chiên cái độ vàng nó vậy là vừa nha các bạn. Bây giờ mình gấp ra cái chảo để chuẩn bị xốp chanh dây lên. Màu rất hấp dẫn các bạn ơi. Rồi mình chiên xong mình vớt cái chảo xong bắt đầu mình xốp gửi chanh dây đã nước xốp chanh dây lên vô nha các bạn. Trông rất là hấp dẫn. Mùi thơm quá. Bắt lửa này là sên thắng bao lâu? Sên chút xíu là cho nó đều, trộn cho nó thấm rồi ha, trộn cho nó đều nó thấm lại cái mình bắt lửa mình nấu. Cái này có lửa xíu rồi nha, đừng có để lửa lớn quá cái nó khét luôn. Cái này con gì à?
kim chỉ, cái này kim chỉ sốt trên dây. Này dặn lửa nhỏ thôi nha các bạn. Dặn lửa nhỏ thôi cho nó tan cái trên dây, nó thấm đều hết cái cục thịt kìa. Mình sẽ nhắc xuống. Con này có đậu phộng gì không ta? Có xà lách lót với cà chua nữa. Không có đậu. Tại vì kim chỉ mình đã ướp trước rồi nên nó dị, nó chịu ăn rồi, cộng thêm cái nước sốt tinh dây nó chua chua và ngọt vô nên nó rất là dễ ăn, rất là thích hợp với nhậu bia nha các bạn. Nhậu bia và mấy đứa em nhỏ nó cũng thích ăn nữa, tại kim chỉ thịt nó nhiều lắm. Rồi, xong rồi hả? Rồi như vậy là xong rồi các bạn. Mình sên nó thấm đều hết rồi. Giờ chỉ việc là đâm lên dĩa thôi là xong đó. Thì cũng đơn giản thôi. Cái món này cũng rất là đơn giản nhưng mà ngon, dễ làm. Thích hợp cho dân nhậu mình nha các bạn. Đây, hai cái dĩa chuẩn bị đâm thịt chim chỉ xốp chanh dây lên các bạn. Cái dĩa. Dĩa bà chị làm rất là đẹp luôn các bạn ơi. Nó tăng thêm cái độ hấp dẫn của chim chỉ lên nè. Giống nhà hàng quá ha. Quá đẹp. Mình sắp ra nữa. Ok luôn. Rồi như vậy là xong cái món thịt chim chỉ xốp chanh dây mình đã hoàn thành dọn lên bàn rồi nha các bạn. Giờ rất là hấp dẫn luôn. Rồi xong cái món chim chỉ sốt chanh dây của mình xong. Giờ rất là hấp dẫn luôn các bạn. Thì con chim chỉ không chỉ những người làm được cái món này không, mà nó còn làm được rất là nhiều cái món khác nữa nha các bạn. Thì hôm nay thì vui giáo hôm nay thì mình chỉ giới thiệu cho các bạn cái món chim chỉ sốt chanh dây thôi. Rồi còn rất là nhiều món khác mình có thể làm được, rất là nhiều cái món khác cũng đơn giản nhưng mà rất là ngon luôn các bạn. Thì con chim chỉ nó thích hợp cho các bạn, cho các anh chị và các bạn mình làm quà biếu đó, làm quà biếu để nó mang lại cái phong cách lạ cho cái người mà mình cho người nhận quà của mình. Thứ hai nữa là cái thịt con chim chỉ nó rất là ngon, nó rất là thơm ngon bổ dưỡng các bạn. Thì nó thích hợp cho đủ mọi lứa tuổi hết, từ dân nhậu tới các em nhỏ các bạn. Thì buổi hôm nay mình làm giới thiệu cho các bạn cái món chim chỉ sốt chanh dây đến đây là hết. Thì bây giờ chuẩn bị vô đám mời quý bà con quý khách lên dùng thôi các bạn.